Cô nói là sao? Sản phẩm công nghệ này là sai đó hả? Nè, cô nói là bài này ghi sai. Vậy mà cô không để cái bài, cô không để cái tự bài là sai. Là sản phẩm công nghệ nào không được, không làm mát được căn phòng đi. Cho tụi con biết. Xem bài kiểm tra của con trai, ông bố phát lú với câu trả lời bị cô chấm sai. Mới đây một ông bố đã đăng tải đoạn video nhờ cộng đồng mạng lý giải xem câu trả lời của con trai là đúng hay là sai. Theo đó, với câu hỏi trắc nghiệm sản phẩm công nghệ làm mát căn phòng là sản phẩm nào, khi cậu bé đã đưa ra đáp án đó chính là máy lạnh. Tuy nhiên câu trả lời này bị đánh dấu sai và đáp án đúng theo như cô giáo chỉnh lại thì phải là tủ lạnh, đã khiến cậu bé và phụ huynh không khỏi hoang mang. Vậy mà cô không để cái bài, cô không để cái tự bài là sai, là sẽ có con người nào không được, không làm mát được căn phòng đi. Cho tụi con biết. Sao không hỏi cô giáo? Vậy là ở nhà mỗi lần là nực là cô mở cái tủ lạnh ra cho nó mát chứ cô không có xài từ máy lạnh phải không? Cô nói là bài đó ghi sai, vậy cô không để cái tự bài sai đi. Nhiều dân cư mạng cũng tỏ ra khó hiểu và khẳng định cô giáo đã có sự nhầm lẫn, bởi ba phương án đều có thể làm mát căn phòng, nhưng có thể nói tủ lạnh là sản phẩm khó có thể làm mát căn phòng nhất, trừ khi nhà cô giáo vô cùng có điều kiện. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng có thể đề bài sai và cô giáo chỉ chấm theo đáp án có sẵn của nhà trường. Tuy nhiên cô giáo cũng cần phải linh động thay đổi đáp án để tránh gây hoang mang cho các em học sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.